Ok các bạn nhé. Bây giờ là mình đã hoàn thành cái món thịt lợn chặn chiên muối, và cái món gà mà chiên muối thì cũng giống cái cách làm cái nguyên liệu và gia vị đều cũng giống như món này thôi. Và bây giờ để thử thưởng thức coi nó có ngon tí nhá, có hợp gia vị nhá. Vừa đẹp lắm. Hello, xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay mình sẽ đào diện cái món thịt lợn rang muối nhá. Đấy, thịt lợn này thì mình đã ướp quá rồi, là có bỏ mì chính này, rồi hạt nêm, rồi là muối và một cái lòng đỏ trứng gà. Và nguyên liệu ở đây thì gồm có là xả mình đã băm và thái nhỏ nhá, chẻ nhỏ ra, và lá chanh, và một cái gói bột rang, bột muối rang. Và bây giờ là mình sẽ đưa vào làm xả trước nhá. Đó, đưa xả rang trước. Đã làm gà rang muối giống như lần thịt lợn rang muối nhá. Ok, bây giờ vang ta vớt ra nhé. Và bây giờ là mình sẽ bỏ cái hành tím nhé, hành tím là thái nhỏ vào để chín nhá, chín cho vàng nhé. Đấy, cái hành tím này bỏ vào rất là thơm. Bây giờ hành vang nhá, ta vớt ra nhá. Đừng có để chảy quá nó nặng. Bây giờ là ta bỏ cái lá chanh nha, có người thì có thể lá chanh này không chiên, nhưng mà mình chiên cho vàng thơm nha. Đấy. Ok, bây giờ vớt lá chanh ra. Bây giờ ta là để lỏng vào đây nhá, ta vớt cái cằn này ra hết, mà để lỏng ta đưa ra, ta lỏng cái dầu này không có để tí này chiên thịt lợn đó, nó chảy nên nó khét. Đấy, vớt sạch cả luôn, cho cái dầu này ra đổ vào bát này. Tí nữa ta để sót vào trong, ta chiên cái thịt lợn hoặc là chiên gà là nó chảy hết, chảy nó khét hết cả cái hư hỏng hết cả cái đĩa luôn, đĩa thịt đấy. Các bạn thấy không? Đấy, những cái này ta đổ ra ngoài nhé. Bây giờ là bỏ cái này vào. Và bây giờ là ta bỏ cái thịt lợn đã ướp gia vị sau khi ướp 30 phút nhá. Ta bỏ vào chiên nhá. Ok các bạn nhé, như thế này là được rồi. Ta không chiên nó vàng quá, nó giòn quá, nó cũng không ngon đâu. Đấy, màu như thế này là quá tuyệt vời đấy.
Bây giờ là ta bỏ cái bột rang muối vào các bạn nhé, bỏ cái chân nóng để cho nó bám vào, tùy lượng mà mình bỏ nhé. Đấy. Ta bỏ xả và cái vừa rồi vào nhá. Đấy. Xả hành bắt đầu ta bỏ vào hết. Bỏ cả cái lá chanh này với cái hành khô này nó vào nó rất là thơm. Đấy, cái món này cũng đơn giản thôi, có thể nhiều bạn thì làm được, có nhiều bạn cũng có thể là chưa làm được đấy nhá. Nhìn làm ở đấy các bạn có thể là làm theo như đấy nhá. Cũng giống như ở ngoài quán làm luôn, cũng khác gì hết. Đấy, bây giờ ta bày ra đĩa nhá. Này. Rất là dễ nha. À, cũng làm được. Tại vì là mình quay vừa rồi có nhiều video trước đấy mình quay cũng tìm nhiều món nó dễ làm đấy, để mình làm đấy. Có nhiều món nó phức tạp, nhiều gia vị thì mình không quay. Mình ăn được là mình phải làm được. Đấy. Ok, giờ ta bỏ vào nhé. Đấy, các bạn thấy không? Một dĩa lần đá muối ấy, giống như ở ngoài quán làm cũng sai gì mô hết, cả cái giá vị đây cách làm là đều rất là tỉ mỉ mà cũng rất là dễ làm nhá. Ok các bạn nhá, bây giờ là mình đã hoàn thành cái món thịt lợn chiên muối và cái món mà gà mà chiên muối thì cũng giống cái cách làm cái nguyên liệu và giá vị đều cũng giống như món này thôi. Và bây giờ để thử thưởng thức coi nó có ngon tí nhá, có hợp giá vị nhá. Vừa đẹp lắm, vừa giá vị. Ta không đến trực chiến nó vang nó chảy quá nhá, nó không ngon. Đấy, đây là một cái kinh nghiệm và một cái bí quyết của riêng mình. Còn các bạn mà có cái bí quyết nào thì có thể là để dưới cái phần bình luận phần comment cho mình nhé, để mình có thể là mình làm theo cách của bạn. Còn đấy là cái kinh nghiệm của mình. Còn video của mình bây giờ là xin phép tạm dừng tại đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại nhé.